Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của Diễn đàn Trader Việt. Đây là một cái kênh để cho chúng ta có thể chia sẻ những cái kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Và mình là Tùng Anh. Thì trong cái clip của tuần này, mình sẽ tiếp nối cái chủ đề của tuần trước, đó là cái cách thức chúng ta sử dụng cái đường stochastic trong một thị trường có xu hướng. OK, nếu chị mà muốn xem xong cái một cái video của Trader Việt và muốn xem thêm nhiều video hay hơn nữa thì có thể kéo xuống như thế này ha. Trong cái giao diện mới xem xong cái video mới, chúng ta kéo xuống, chúng ta bấm vào cái nút From Trader Việt này. Đó là những cái video mà mới lên gần đây hoặc là những video hay nhất của Trader Việt sẽ được sổ ra đây. Đấy, thì anh chị bấm vào anh chị xem tiếp nha. Rồi bây giờ anh chị mời anh chị xem video. Rồi phần đầu tiên vẫn là cái cảnh báo rủi ro, mọi người lưu ý cái phần này ha, trước khi chúng ta đi vào cái phần nội dung chi tiết. Rồi mình cũng xin nhắc lại những cái kiến thức cơ bản mà mình đã nhắc trong cái đề cập trong cái clip lần trước, đó là chỉ báo stochastic là gì. Thì cơ bản đó là nó là một cái chỉ báo dao động ha, nó đo lường cái động lượng của giá cũng như là cái mức độ quá mua quá bán trên thị trường. Đó. Thì nó nằm ở một cái cửa sổ tách biệt so với giá ha. Đó. Thì cái biên độ dao động của nó là từ 0 đến 100 ha. Và cái mức độ để chúng ta xác định cái vùng quá mua quá bán đó là 80-20. Ba cái thông số chúng ta thường sử dụng nhiều nhất đó là 533, 133 và 1433 ha. Đó. Trong đó thì chúng ta thông thường là chúng ta sẽ thay đổi cái thông số đầu tiên ha. Đó là cái chu kỳ của nó. Rồi trong cái clip đầu tiên á, thì chúng ta có nói là khi mà giao dịch stochastic trong điều kiện thị trường có xu hướng á, thì chúng ta cơ bản là sẽ có ba cái vấn đề cần giải quyết ha. Thứ nhất đó là xác định xu hướng thị trường. Đó. Thì cái này chúng ta đã giải quyết trong cái clip thứ nhất rồi ha. Cái clip còn lại thì chúng ta sẽ giải quyết hai cái vấn đề tiếp theo, đó là xác định cái vùng vào lệnh theo stochastic và tìm kiếm những cái tín hiệu kích hoạt cũng như là xác định cái mục tiêu giá. Rồi. Cái quy tắc để cho chúng ta sử dụng stochastic để giao dịch trong cái thị trường có xu hướng nó gồm như sau ha. Thứ nhất đó là chúng ta phải luôn luôn đi theo cái xu hướng hiện hành. Đó. Cái xu hướng chính ở trên cái khung mà chúng ta giao dịch ha. Đó. Ví dụ như chúng ta giao dịch trên H4 thì cái xu hướng hiện hành trên H4 nó phải là tăng hoặc giảm. Đó. Thứ hai đó là chúng ta sẽ mua vào trong một cái xu hướng tăng ha. Đó, cứ xu hướng tăng thì chúng ta mua. Đó. Và cái điều kiện đó là khi mà stochastic nó rơi vào cái vùng quá bán ha. Quá bán ở đây tức là 20 ha. Đó. Mọi người chú ý nó hơi ngược một tí ha, tức là trong xu hướng tăng chúng ta mua vào khi mà nó quá bán. Đó. Rồi trong một cái xu hướng giảm á, thì chúng ta sẽ luôn luôn bán ra ha, và khi stochastic rơi vào cái vùng quá mua ha, quá mua ở đây tức là 80. Đó. Chỉ số 80. Rồi được chưa, đây là một cái quy tắc cũng khá là đơn giản mà chúng ta có thể dễ dàng ghi nhớ ha. Bây giờ chúng ta sẽ sang một cái trạng thực tế để tìm kiếm những cái ví dụ theo cái quy tắc giao dịch này. Rồi đây là cái trạng 4 giờ của cặp euro với đồng bảng Anh ha. Thì ở đây là mình có chọn lựa sẵn một cái xu hướng giảm rất là đẹp hiện tại ha. Đây là trạng thực tế luôn ha. Đó. Rồi thì căn cứ vào cái quy tắc chúng ta vừa đề cập á, thì chúng ta có những cái cơ hội giao dịch nào. Đây, chúng ta đang trong một cái xu hướng giảm thì chúng ta sẽ tìm kiếm những cái vùng như thế nào ạ? Vùng ở trên mức 80 đúng không ạ? Vùng stochastic trên 80 tức là vào vùng quá mua để chúng ta bán ra. Đó. Thì ở đây chúng ta thấy chúng ta có một cơ hội đúng chưa?
một cơ hội ha, một cơ hội bán ra. Đó. Tiếp đến chúng ta có hai cơ hội nè, ba cơ hội nè, bốn cơ hội nè, năm cơ hội nè và sáu cơ hội. Đó. Đó thì theo cái quy tắc mà chúng ta đề cập thì chúng ta sẽ có 6 cái cơ hội bán ra trong cái xu hướng giảm hiện tại này. Đó. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra bây giờ là có phải là luôn luôn chúng ta cứ thấy stochastic nó đi vào vùng quá mua hoặc quá bán là chúng ta đi theo xuống hay không? Đó. Thì ở đây mình có gợi ý cho chúng ta những cái cách thức vào lệnh như sau ha. Thì cơ bản là chúng ta sẽ có 3 cái cách thức vào lệnh. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ vào lệnh nhanh. Thứ hai đó là chúng ta sẽ vào lệnh theo tín hiệu từ stochastic. Và thứ ba đó là chúng ta sẽ vào lệnh theo mô hình giá. Đó. Rồi, vào lệnh nhanh là như thế nào? Vào lệnh nhanh đó là bất kỳ khi nào mà stochastic nó vào cái vùng quá mua hoặc quá bán. Đó. Và thì chúng ta sẽ đi theo cái xu hướng hiện hành. Đó. Ví dụ như trong cái trường hợp này chúng ta sẽ có 6 lần vào lệnh nếu như mà chúng ta theo cái cách thức vào lệnh nhanh ha. Tức là trong một cái xu hướng giảm bất kỳ khi nào stochastic lên vượt khỏi mức 80 là bắt đầu chúng ta bán ha. Đó, là bắt đầu chúng ta bán ra. Rồi, cái cách thứ hai đó là vào theo tín hiệu từ stochastic. Thì chúng ta để ý là stochastic nó sẽ có hai đường ha. Một là đường stochastic và một cái đường đó là đường làm mượt, cái đường đường tín hiệu, đường signal ha, rất là mượt cái đường stochastic. Ở đây là chúng ta có cái đường stochastic màu xanh ha và cái đường signal là cái đường màu đỏ. Đó. Thì bất cứ khi nào hai cái đường này giao nhau thì nó tạo ra một cái tín hiệu để cho chúng ta vào lệnh theo cái cách số 2. Đó. Thì ở đây nhìn cụ thể thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có một tín hiệu nè, hai tín hiệu nè, ba tín hiệu và bốn tín hiệu ha. Ở đây chúng ta là tính là cái tín hiệu đó nó giao cắt ở phía trên mức 80 ha, trên mức 80. Đó. Thì chúng ta cái cơ hội vào lệnh chúng ta đã giảm xuống còn 4 cái ha. Và cái cách vào lệnh số 3 đó là chúng ta sẽ vào lệnh theo mô hình giá ha. Cụ thể đây là một cái mô hình nến nào đó mà chúng ta hay sử dụng, đó có thể là engulfing, đó có thể là pin bar ha, vân vân. Đó. Thì nó sẽ chặt chẽ hơn hai cái cách vào lệnh trên, tức là ngoài cái việc mà stochastic nó đi vào vùng quá mua quá bán trong một cái điều kiện thị trường có xu hướng thì chúng ta cần phải có một cái mô hình tăng hoặc giảm theo cái hướng mà chúng ta đánh. Đó. Thì chúng ta mới vào lệnh. Thì nếu như mà theo cái quy tắc vào lệnh, theo cái cách thức vào lệnh số 3 này á, thì có thể là chúng ta chỉ còn ở đây là chúng ta có mô hình bearish engulfing ha, mình phóng lớn lên cho chúng ta thấy nè. Đó. Ở đây ha. Đó. Chúng ta có xu hướng giảm nè, chúng ta có stochastic đi vào vùng quá mua nè và chúng ta có một bộ bearish engulfing ha. Đó. Ở đây thì chúng ta cũng có một bộ bearish nhưng mà engulfing nhưng mà nó hơi nhỏ ha. Và tiếp đến cái vùng này thì chúng ta có những cái bộ nến pin bar ha, những cái râu nến rất là rõ ràng. Thì ở đây chúng ta cũng có thể cân nhắc vào lệnh tại cái vùng này. Và ở đây cũng là một cái bộ bearish engulfing khá là mạnh. Đó thì cơ bản là nếu như mà chúng ta cũng xét trên cái biểu đồ này và chúng ta vào lệnh theo cái cách thức số 3, tức là chờ đợi cái tín hiệu mua nến, thì chúng ta sẽ có 3 cái cơ hội vào lệnh ha. Rồi, vậy thì chúng ta nên theo cái cách thức vào lệnh nào? Thì trước khi mà chúng ta trả lời cái câu hỏi này á, thì mình sẽ nêu ra những cái ưu và nhược điểm của từng cái phương thức vào lệnh. Thì đối với cái cách vào lệnh nhanh á, thì chúng ta có cái ưu điểm đó là cái giá EB nó khá là tốt ha. Đó thì chúng ta cũng không sợ mất cơ hội. Đó là cái ưu điểm. Còn cái nhược điểm là chúng ta sẽ dễ gặp phải những cái tín hiệu giả ha, những cái tín hiệu giả, thậm chí là khá nhiều nếu như mà cái xu hướng đó nó không mạnh. Rồi, cái cách vào lệnh số 2 theo stochastic á, thì chúng ta sẽ gia tăng cái ưu điểm đó là chúng ta sẽ gia tăng cái xác suất đúng hơn cái cách thức vào lệnh đầu tiên. Đó. Nhược điểm á, thì là cái giá vào lệnh có thể là sẽ không tốt ha. Và cái cuối cùng
vào lệnh theo mô hình giá thì cái ưu điểm của nó là nó có cái độ chính xác cao nhất ha, bởi vì nó có cái những cái tín hiệu xác nhận rõ ràng và chúng ta loại bỏ bớt những cái cảm tính đi. Nhược điểm đó là cái tần suất xảy ra nó tương đối thấp và cái mức giá EB nó cũng có thể là không được tốt so với cái trường hợp vào lần đầu tiên đó. Thì căn cứ vào cái ưu và nhược điểm mà mình đã nêu ra thì anh em có thể tự chọn cho mình cái cách thức vào lệnh phù hợp nhất. Tuy nhiên là với cái quan điểm cá nhân thì mình khuyên mọi người nên chọn cái cách thức vào lệnh cuối cùng ha, vào lệnh số 3 ha. Như đã nói là nó sẽ có cái tính độ chính xác cao nhất nè, và nó loại bỏ được những cái cảm tính của chúng ta trong cái quá trình giao dịch. Rồi, nói về cái mục tiêu giá ha, cũng như là điểm dừng lỗ chốt lời, thì khi mà chúng ta giao dịch theo cái cách thức vào lệnh số 3 thì mọi người có thể đặt những cái dừng lỗ ở phía trên ha, ở phía trên cái những cái mô hình mang tính là điểm kích hoạt của chúng ta đó ha. Còn take profit thì mọi người sẽ phải dựa trên những cái mức cản trên biểu đồ. Mình lấy ví dụ khi mà chúng ta vào lệnh tại cái vùng này đó, tại cái vùng này thì chúng ta sẽ căn cứ vào cái đáy liền trước đó ở cái vùng này, thì chúng ta sẽ có thể là đặt chốt lời quanh cái vùng này hoặc là thoát lệnh từng phần đó, khi mà giá nó đạt cái mục tiêu này đó, rồi dời stop loss để giảm thiểu rủi ro, rồi xong chúng ta sẽ thả nổi một cái phần lệnh còn lại đó, ha. Rồi với cái clip số 2 này thì mình đã giới thiệu toàn bộ cho anh em cái cách thức chúng ta sử dụng chỉ báo dao động stochastic trong điều kiện thị trường có xu hướng ha. Thì hy vọng với cái hai cái clip này thì mọi người có thể tận dụng tốt cái chỉ báo này, cũng như là tìm kiếm được nhiều lợi nhuận hơn trên thị trường ha. Nếu thấy clip hay thì mọi người nhớ nhấn like, subscribe cho kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Tùng Anh, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần tới.